Chào tất cả các anh em nhé. Loa Pháp vẫn là một cái gì đó nghe rất là hay so với tầm giá. Và các bác đã được nghe một đoạn test nhạc trữ tình của Trung Hoa. Bài nhạc nghe cũng rất là phê các bác ạ. Thì tiếp tục ngày hôm nay, ngày Chủ nhật rảnh rỗi em lại lên clip giới thiệu với các bác lại dòng tiếp theo, một cái dòng của Pháp, là dòng David. Loa David này thì là cũng là một tên tuổi rất là thương hiệu của Pháp, và hiện nay là ra những cái dòng high-end tiếng cũng rất là hà phê và giá thành cũng tương đối là đắt đỏ. Với trong cái thời điểm này thì giá em Khôi bán ra những cặp loa như này là tương đối là dễ chịu để cho các bác trải nghiệm dòng loa David của Pháp. Đấy, đây là một cặp loa mang model, để em quay phía sau. Cặp này đẹp lắm các bạn. David Acoustic KVK4. Nó có đầy đủ thông số ở trên tem loa của nó đây. Thế thì cọc loa cho phép đánh bi ngoài, cặp loa còn vàng chóe luôn các bác này, nhìn này, mạ vàng. Độ nhạy là 92, độ nhạy rất cao các bác. Công suất 5 max là 150W. Giải tần là từ 40 đến 20.000 kHz. Trở kháng là 8 ohm. Ba loa. Ba bát thật đấy nhá, chứ không phải là bát cộng hưởng gì đâu ạ. Thùng loa thì đẹp như mới, đẹp xuất sắc, chả có gì để mà phải chê cả. Em sẽ đo kích thước cho các bác để các bác xem lại cái vị trí kê của nhà mình xem có phù hợp không. Đôi này có chiều cao là 99 cm, 99 cm, chiều rộng là 23,5 cm, đúng 23,5 cm nhé. Chiều sâu không tính e căng thêm khoảng 1 cm nữa là chiều sâu là 28 cm, 29 cm cả e căng. Cặp loa thì thiết kế là 3 đường tiếng, trong đó là gồm có một loa bát thật ở dưới là 18 17,5 20 28, thì đấy cái vành rất là to. Một con loa chung ở trên là dệt màng dệt sợi Kevan cũng bằng loa bát, đường kính 17,5
gân cao su hết nhé bác nhé, gân cao su này như mới luôn này. Đấy. Loa tép đom bằng lụa, chất âm thì các bác đã vừa được nghe rồi. Chất âm thì các bác vừa được nghe rồi. Màng loa các bác nhìn nó vàng ươm như mới này. Màng dệt sợi cây vàng này. Dòng này là hay, nó dòng Davis này là nó hay dệt cái sợi giống như dòng loa của BMW ấy, các bạn. Và là cái cột loa cái này là nó đứng im này, cột loa cố định này. Nó chỉ có cái màng là dao động thôi các bác nhá. Nó chỉ có màng dao động thôi. Loa thì em cũng bao zin bao đẹp cho các bác. Lỗ thông hơi nằm ở phía trước rất dễ là kêu kích. E căng thì đầy đủ, bọn em quay các bác rồi. E căng tem mác đầy đủ. Chiếc này thì phía sau cũng thế, cũng rất là mới. Đây. Góc cạnh tất cả mọi cái rất đẹp. Nói chung là loa thì không có gì để chê. Chất âm và giá tiền thôi. Vâng, Khôi xin phép là báo giá cặp loa này. Hiện nay Khôi bán với giá chỉ có 19,5 triệu. 19,5 triệu cho các bác. Cặp loa nổi tiếng của Pháp. Cặp loa cây rất đẹp. Được trang trí ở trong những phù hợp với những căn phòng mới, căn phòng chung cư. Và đặc biệt là đôi này nó có cái thông số nó rất là tốt, độ nhạy rất cao. Do vậy là các bác ghép như âm ly công suất từ 2-30 W trở lên là ok rồi các bác nhé. Và những cái phòng tầm 20 hơn 20 mét vuông trở lại, 25 mét vuông quay đầu là các bác chơi dòng loa này. Vừa kê cũng rất đẹp, bày đẹp, nhìn đẹp và tiếng cũng là hay, vượt xa so với cái tầm giá. Đấy, Khôi vẫn test cùng với cái âm ly dề vốc B250S, con này vừa về ngày hôm qua đây. Con này thì cũng rất đẹp luôn. Khôi báo giá ngày hôm qua rồi. Có bác mấy bác hỏi 21,5 triệu. Bao zin bao đẹp luôn các bác luôn. Con dây vốc này cũng không có nhiều đâu các bác ạ. Công suất rất là khỏe. Ở tổng công suất là 800 W. 800 W cho ra là 200 W một kênh. Quánh từ 4 đến 16 ohm này. Nó đủ tần các cái loại loa khó tính luôn. Từ hôm qua đến giờ Khôi toàn test bằng cái âm ly này rồi. Nó dễ cắm, à quên, nó em đang cắm sẵn, cắm luôn vào cho các bác. Để cũng qua đó để cho các bác là tự đánh giá được những cái bản test của từng đôi loa một. Vâng, Khôi xin phép mà kết thúc video nhé. Lại hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo. Những mặt hàng mới luôn để cho các bác cập nhật cho các bác thường xuyên để này cho các bác là cân đối, thứ nhất là về hình thức, thứ hai là giá cả, thứ ba là chất âm mình đang tìm với cái giá thành tương đối hợp lý để cho các bác là trải nghiệm. Bác nào ở Hà Nội thì các bác muốn nghe thử 3 ngày thì các bác cứ alo cho Khôi 0982 922 168, và hoặc các bác kết bạn vào Zalo với số điện thoại trên. Khôi chỉ dùng một Zalo thôi, hoặc là các bạn vào Facebook của Khôi nó cũng nguyên Khôi. Đấy. Dùng một Facebook, dùng một Zalo và một số điện thoại này thôi các bác nhé. Địa chỉ em vẫn địa chỉ cũ ở 141 Phố Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Ship muôn nơi cho các bác. Cảm ơn các bác rất nhiều. Chào các bác nhé.